Mới đây, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Lân, sinh năm 1992, thường trú tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 11 tháng 3, Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo của anh Lê Văn Thành, ngụ tại huyện Đức Trọng bị mất trộm một xe tải. Qua tài liệu thu thập được, Công an huyện xác định người thực hiện vụ trộm xe tải là Trần Anh Lân. Ngày 20 tháng 3, Công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ đối tượng Lân khi đang lẩn trốn tại thành phố Bảo Lộc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận sau khi trộm chiếc xe tải trên, Lân đã tháo thùng xe bán cho một cơ sở thu mua phế liệu ở huyện Bảo Lâm với giá 3,5 triệu đồng. Tiếp đó, đối tượng liên hệ với một cơ sở thu mua phụ tùng xe ô tô cũ tại huyện Đức Trọng bán với giá 60 triệu đồng. Hiện công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.